Chương 5. Tiếng Việt phong phú. Trước khi nói về vấn đề vệ sinh, chúng ta hãy bàn lướt qua về sự phong phú của tiếng Việt. Phong phú về âm thanh, âm vận, phong phú về từ ngữ, phong phú về ý nghĩa tế nhị. Tiếng Việt có 6 thanh chính. 2 thanh bình là bằng, đoạn bình thanh, thí dụ ma, không có dấu. Trường bình thanh, thí dụ mà là dấu huyền. 4 thanh trắc, thượng thanh, thí dụ má, dấu sắc. Hạ thanh, thí dụ mạ, dấu nặng. Hồi thanh, thí dụ mã, dấu hỏi. Khứ thanh, thí dụ mã, dấu ngã. Người Âu, người Mỹ rất lấy làm thú vị khi biết cùng một từ ma mà đọc theo 6 thanh khác nhau thì có 6 nghĩa khác nhau, như thí dụ trên đây. Và họ thường nói rằng người Việt Nam nói cũng như hát. Đó là nói về thanh. Còn về vận hay vần tiếng Nôm thì tiếng Việt lại phong phú vô cùng. Trên thế giới có nhiều quốc gia, nhiều dân tộc, mỗi dân tộc nói một thứ tiếng riêng. Có những thứ tiếng giàu âm vận và những thứ tiếng ít âm vận hơn. Bên châu Âu, tiếng Pháp giàu âm vận hơn tiếng Ý. Ở Á Châu, tiếng Hoa, tiếng Việt giàu âm vận hơn tiếng Nhật, tiếng Ấn Độ. Cứ đọc tên các thành phố thì thấy. Ý là Roma, Torino, Milano. Pháp là Paris, Lyon, Marseille, Saint-Étienne. Nhật, Tokyo, Osaka, Yokohama, Nagasaki. Tiếng Việt: Sài Gòn, Cần Thơ, Long Xuyên, Châu Đốc. Những tiếng ít âm vận thì thường nghe các vần A, O, đọc là O, I, lặp đi lặp lại. Khi giảng về âm vận của tiếng Việt, ba thường lấy câu ca dao sau đây làm thí dụ. Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà rẫy nụ tầm xuân. Chỉ có 2 câu mà dùng bao nhiêu là vần eo, ơn, ay, ươi, ai, oa, ước, uông, ương, a, ay, u, âm, quân. Lại còn lên bổng, xuống trầm, tay nó ngán luôn. Âm thanh đã như vậy, mà còn về ý nghĩa thì tiếng Việt có nhiều từ rất tế nhị, khó dịch ra tiếng nước ngoài cho sát nghĩa. Thí dụ như trăng thu vằn vặt, tình mẹ dạt dào, nỗi buồn mang mát, lòng dạ bâng khuâng, tình yêu tha thiết, mây nước bao la. Đặc biệt là những tiếng đệm, những tính từ ghép như trong bài Mùa thu ngồi câu cá của Nguyễn Khuyến. Ao thu lạnh nước trong, một chiếc thuyền câu bé. Những tính từ lạnh, trong, bé đã đủ nghĩa. Nguyễn Khuyến đã ghép thêm những từ rất tài tình. Ao thu lạnh lẽo, nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. Về từ ngữ, chúng ta phải nhìn nhận rằng tiếng Việt rất thiếu những từ về khoa học kỹ thuật. Điều đó tất nhiên vì nước ta là một nước đang phát triển, nghĩa là còn lạc hậu về khoa học kỹ thuật, về kinh tế. Chừng nào khoa học kỹ thuật, kinh tế của chúng ta phát triển, chừng đó từ ngữ khoa học kỹ thuật của tiếng Việt sẽ được bổ sung. Nhưng nói về từ ngữ dùng trong đời sống hàng ngày thì tiếng Việt rất phong phú. Ba không rành ngoại ngữ, chỉ xin so sánh một vài động từ tiếng Việt với tiếng Anh, tiếng Pháp để chứng minh. Thí dụ, chúng ta nói mặc quần áo, mang giày, đội nón, thắt dây, đeo mắt kiếng. Mỗi món dùng một động từ riêng, thì tiếng Pháp chỉ dùng một động từ là porte. Tiếng Anh dùng theo ba biết, 2 động từ là to wear, to put on mà thôi. Chúng ta nói đóng cửa, nhắm mắt, ngậm miệng, xếp sách, thì tiếng Pháp chỉ dùng một động từ là ferme. Anh dùng 2 động từ là to shut, to close. Dùng nước để làm sạch thì tiếng Pháp có động từ là lave. Anh có động từ to wash. Còn chúng ta thì rau thì rửa, gạo thì vo, chén dĩa phải rửa, quần áo phải giặt, sáng dậy rửa mặt, gội đầu. Chúng ta dùng dao rửa để cắt bánh, thái thịt, sắc ớt, gọt dưa chuột, chẻ củi, chuốt giết chì, mé nhánh, đốn cây, róc mía, khoét lỗ, tỉa hoa, chém lộn, bầm thịt, chặt xương, róc thịt.
Nói dòng do Tam Quốc như trên là để dẫn tới đề tài chánh, vấn đề vệ sinh. Hồi đó hầu như nhà nào cũng làm cầu tiêu, còn kêu là nhà tiêu, ở một góc sân sau nhà. Phố và nhà gần chợ thì xài cầu tiêu thùng. Cứ 5-7 ngày thì có xe bò đi đổ thùng vào ban đêm. Lúc mọi người ngủ say, nghe chó sủa phải dòm ra coi có phải người ta đi đổ thùng hay có ăn trộm rình nhà. Nói là đổ thùng, nhưng thật ra người ta chỉ đem thùng không tới, đổi lấy thùng phân về, không biết đem đi đâu mà đổ. Nhà ở xa chợ, có đất sau nhà, thì làm cầu tiêu hầm, đào một cái hầm sâu đến 2-3 mét, rộng hẹp tùy theo nhà. Bên trên lót ván chừa một cái lỗ, bốn bên dựng ván hoặc lá dừa nước, có cửa ra vô. Xài vài năm thì lắp cái hầm đó, đào cái hầm khác. Ngày nay dân số ngày càng đông, đất đai không còn rộng rãi như xưa. Nhà ở chen chúc nhau, khá giả mới mua được một cái nền 4-16 mét, chỉ đủ xây một căn nhà, đâu có chỗ mà làm sàn nước, dàn hành, dàn úp nồi, đâu còn nồi đất mà úp. Nhà tắm, nhà tiêu riêng biệt, nhà hẹp mấy cũng phải sắp xếp để có toilet trong nhà. Giàu hết đều xài cầu tiêu máy. Danh từ hồi đó thường dùng để nói cái bàn cầu vệ sinh có bồn dội nước thông dụng ngày nay. Đi tiêu là phần cuối cùng của quá trình ăn uống tiêu hóa của mọi loài động vật, trong đó có con người. Tiếng Việt dùng mạo từ con để chỉ con người thật là quá đúng. Đó là một nhu cầu bức thiết, một hành động không đẹp cũng chẳng có gì xấu xa. Bị bức xúc thì cần tìm chỗ giải quyết, một việc cần làm ngay. Phó thường dân hay là tổng thống gì cũng vậy thôi. Về vấn đề này, tiếng Việt cũng phong phú lắm. Con nít thì nói đi ỉa, muốn tránh cái từ đó thì nói đi ỉa. Người lớn nói đi tiêu, người lịch sự thì nói đi vệ sinh. Biết chữ nho thì nói đi đại, đi tiểu. Các cô thì nói đùa với nhau, đi trút bầu tâm sự. Người bị bức xúc, khẩn trương quá thì nói bị tào tháo rượt, tức bị tháo dạ, đó là chơi chữ. Người biết tiếng Tây thì nói đi toilet. Người kín đáo hơn thì nói với chủ nhà, cho tôi ra ngoài sau rửa tay. Không nói thì ai cũng biết là rửa tay sau khi đi. Người hay kiểu cọ thì lại nói bị trát đòi, tức là phải đi ngay và phải đem theo giấy tờ. Ngoài ra còn tùy theo chỗ mình tới mà dùng từ thích hợp. Ra cầu tiêu thì nói đi cầu. Nhà không có cầu tiêu, sáng sớm phải ra đồng thì nói đi đồng. Kiếm lùm bụi mà ngồi, ngắm trời xanh mây trắng. Tai nghe chim hót trên cành cây, mắt trong bướm lượn trong đám cỏ. Thấy cuộc đời vẫn đẹp sao, như là Phan Huỳnh Điểu. Có làm ô nhiễm môi trường không? Thưa không, vài trăm gram trên một công đất thì anh nhầm gì? Người ở gần sông thì ra bờ sông, thì nói đi sông. Có nhiều nhà lại làm cầu tiêu ngay trên sông. Mới vừa nghe lủm chủm, cá đớp mất tiêu rồi. Trích bài thơ Cầu Quê của anh Nhi. Trên thế giới hiếm có nước nào mà phong phú như tiếng Việt và tiếng Trung Hoa.